Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một kèo xổ số vừa ra mắt có thể xx rất nhiều lần tài khoản nhé. Thì Clam và nhận được 500 triệu đồng tác quần IOU. Một số thông tin về đồng tác quần này: số tổng cung phát hành là 4 triệu tỷ và đã có 2.710 tài khoản holder. Số tài khoản holder khá nhiều nhé và đã phát sinh 8.101 lượt giao dịch. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Rồi sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây, nhấp vào ok, sau đó quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví giúp mình. Nếu nó không hiện ra cái ký hiệu token, cái vị trí tập phân của token, các bạn có thể điền theo cái ký tự như sau. Ký hiệu token là IAU viết hoa nhé, và số tập phân 18. IAU viết tập phân 18. Sau đó các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net, truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Chương trình AirDrop sẽ kết thúc vào 31 ngày nữa. Rồi các bạn có số phận bên dưới này giúp mình. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0,05 BDV mua các đồng token này nhé, cho cơ hội ít nhiều lần tài khoản đời sau. 0,05 nghĩa thấp nhất là 0,01, bạn sẽ nhận được 1 tỷ. Nếu tốt phần Yahoo 0,05, bạn sẽ nhận được 5 tỷ. Còn của Clam thì các bạn nhấp vào phần này nhé, chiếu lại đây, Clam Airdrop 500 triệu đồng tốt phần Yahoo đây. Ở yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Chưa hiện ra khi ra thì các bạn nhấp có lỗi rồi, mình sẽ từ chối đi và chờ một tí mình ép đăng lại là mới lại trang và đăng lại nhé. Các bạn vui lòng chờ một lát nhé. Một lát sau các bạn quay lại Clam là được thôi. Bởi vì ở đây mình đã thử được rồi. Nên là sau một cái ví khác là đã ok rồi đây. Nhé. Các bạn nhớ cái thường xuyên theo dõi giúp mình cái website clam.net để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất chuyên được về mạng Balance sẽ xem nhé. Được những cái dự án mới nhất thì bên mình sẽ cập nhật lên trên website hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch Balance thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn có thể vào đây đăng ký. Rồi quay trở lại website Clam thì mình nhấp lại này. Rồi Figa là 0,000618 BDB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những dự án AirDrop sắp kết thúc. Các bạn nhấp vào nhận token đây thì nó sẽ mở ra một cái link website mới. Nếu mà bạn chưa tham gia thì bạn có thể tham gia nhé. Đây là contract tương ứng với cái dự án đó. Bạn copy và nhất sẽ dán sang ví MetaMask hoặc ví Wallet của các bạn nhé.
Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được và 500 triệu đồng token EOU. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.